gian xưa nay đã có cầu. Gả một mẹ chớ đã nhau hoài, khôn ngoan thì tìm người ngoài hơn thua. Chớ hơn thua khi cùng sống chung trong một gia đình. Đôi khi ta nghĩ đến cây xanh, cũng một cội chỉ có mấy cành. Khua nhau làm gì để cho cây đâu, chỉ để cho bao miệng thế nhân thiên hạ chê cười. Bao nhiêu chuyện xưa hôm nay lớn lên có thể quên được sao? Không gian bình yên êm ấm ngọt ngào, bên nhau ngày đêm dẫu có thứ chi ta cũng luôn nhường nhau. Nay tranh giành chi cay đắng buồn đau, nuôi con ngày đêm không than trách không hiểu cha mẹ không. Trong con giành tranh nước mắt lưng chồng, ai đang lạc chân đang dẫm nát lên tuổi thơ mà đi. Thôi xin mau dừng chân suy nghĩ lại đi. Sao mẹ bỏ con đi? Mẹ ơi!